Những hình ảnh siêu đáng yêu của các bé mèo khi Đà Nẵng bị ngập. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi ơi, chết tôi ơi. Nhiều những hình ảnh ghi lại về quá trình sống chung với lũ của các con sen và hoàng thượng được lan truyền trên mạng, khiến cho người xem vừa thương nhưng cũng vừa cảm thấy đáng yêu. Hai cha con chú mèo Golden này đã mắc mưa trong đêm. Vì không mang theo áo mưa nên hai cha con đành phải vừa chạy xe vừa dầm mưa. Em bé mèo này thì được bố cưng nựng nhét gọn trong túi áo khoác. Bình thường cũng quậy dữ dằn mà không biết sao trong mấy trường hợp này thì lại ngoan hết sức. Lâu lâu nó lại ngước mặt lên nhìn bố với vẻ quan tâm. Bố ơi, bố có lạnh không? Có đứa con ngoan ngoãn đáng yêu thế này tự nhiên thấy Đà Nẵng hôm nay cũng không lạnh đến thế. Còn đây là một bé mèo khác đang ngồi trên ven trên chiếc giường nổi mà con sen mới chế ra cho mình này. Nước lũ đã vô tận tới nhà, dâng lên cao nên không còn cách nào khác, đành để bé ngồi trên chiếc thau nổi như vậy. Gương mặt hoang mang của bé mèo khi lần đầu ngồi trên một con thuyền siêu sang trọng như vậy khiến nhiều con sen không nhịn được cười. Sen đầu hộ giá trẫm say sóng quá. Những thước phim này có lẽ sẽ là những kỷ niệm thật khó quên đối với các con sen và hoàng thượng ở Đà Nẵng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.